Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Delaware khi cuộc đua giữa hai ứng cử viên đang diễn ra gay cấn. Ông Joe Biden, 81 tuổi, đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ tại một điểm bỏ phiếu ở Newcastle, ngoại ô thành phố quê nhà Wilmington, bang Delaware hôm 28 tháng 10. Đeo kính dâm và mặc bộ vest tối màu, vị Tổng tư lệnh sắp mãn nhiệm đã xếp hàng trong khoảng 30 phút Ông trò chuyện với những cử tri khác, nói chuyện qua điện thoại và đẩy xe lăn giúp một cử tri tại điểm bỏ phiếu. Khi đến lượt mình ông Biden đã ký tên lên màn hình, nhận phiếu, sau đó được hướng dẫn đến một khu vực bỏ phiếu kín có rèm che. Các phóng viên đã hỏi tổng thống Biden rằng liệu đây có phải là khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn đối với ông khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà ông từng hy vọng sẽ giành chiến thắng hay không. Ông Biden cho biết thật ngọt ngào sau đó ông biden đã chỉ trích ứng viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump về sự kiện vận động tranh cử tại new york nơi một loạt diễn giả đã đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc ông chia sẻ thật đáng xấu hổ đối với một tổng thống ông biden đã rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng sau cuộc tranh luận được đánh giá là lép vế hơn so với ông trump đương kim tổng thống mỹ nói rằng ông muốn truyền ngọn đuốc cho phó tổng thống kamala harris sau khi dừng chiến dịch tranh cử ông biden đã tích cực ủng hộ bà harris trở thành ứng viên tổng thống đảng dân chủ ông nỗ lực thuyết phục cử tri rằng bà Harris sẽ mang đến sự thay đổi cho nước Mỹ. Tổng thống Biden bình luận sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Kamala Harris hôm 10 tháng 9, Phó Tổng thống Harris đã chứng minh bà là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt đất nước chúng ta tiến lên. Chúng ta sẽ không lùi bước trong cuộc tranh luận bà harris tập trung vào các thành tựu của chính quyền tổng thống biden nêu bật những thành công trong việc chống lạm phát và xây dựng lại quan hệ ngoại giao khi được hỏi về vai trò khiêm tốn của mình tại sự kiện vận động tranh cử ông biden cho biết tôi đã đến tất cả các tiểu bang chiến trường nhưng tôi cũng phải tiếp tục công việc của mình các chuyên gia nhận định thành tựu đáng kể của Phó Tổng thống Harris đã giúp bà củng cố vị thế trên chính trường, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ ông Trump vẫn trung thành với nhà lãnh đạo của họ, nhấn mạnh vào kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề trong và ngoài nước Mỹ. Chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường. Hiện cả hai ứng viên đều bám đuổi xích sao trong cuộc khảo sát trước thềm bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, đến 13 giờ ngày 28 tháng 10 trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43.853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó 22.360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp. Sáng ngày 28 tháng 10, theo giờ địa phương, các cử tri ở thủ đô Washington DC đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ năm 2024, trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức vào ngày 5 tháng 11 tới. Tổng cộng 25 điểm bỏ phiếu sớm ở thủ đô của xứ Cờ Hoa đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu sớm trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày, kéo dài từ 28 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11. Trước đó, các cử tri của Washington DC đã tiến hành bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ vào 55 vùng phiếu được bố trí giải rác trên khắp các địa bàn dân cư từ ngày 11 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11. Tính đến 27 tháng 10 đã có 86.424 lá phiếu được bỏ sớm theo hình thức này. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, khoảng 346.500 lá phiếu đã được bỏ tại thủ đô Washington DC. Theo thống kê mới nhất của Đại học Florida, tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43 triệu 853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó 21.521.385 lá phiếu được bỏ qua đường bưu điện và 22.360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm, có 39,8% tự nhận là đảng viên Dân Chủ, 36% tự nhận là đảng viên Cộng Hòa, 24,1% cử tri thuộc các đảng nhỏ hoặc độc lập. Kết quả của các cuộc khảo sát gần đây do nhiều phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và các tổ chức thăm dò dư luận thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trên phạm vi toàn quốc nhìn hơn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Nhưng tại 7 bang giao động quan trọng thực sự quyết định kết quả, cả hai ứng cử viên vẫn trong thế bất phân thắng bại và kết quả cuối cùng được dự báo sẽ rất xích sao các quan chức quận Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ đang điều tra khoảng 2.500 đơn đăng ký cử tri sau khi các nhân viên bầu cử nhận thấy có dấu hiệu chúng có thể bị gian lận. Các đơn đăng ký đã được điều tra để gửi đến thành hai đợt ngày trước hạn chót đăng ký cử tri của bang Pennsylvania hôm 21 tháng 10. Các nhân viên bầu cử đã liên lạc với văn phòng công tố viên sau khi nhận thấy một số phiếu đăng ký đáng ngờ. Những đơn này có nét chữ viết tay giống nhau, chữ ký của cử tri không khớp với những gì có trong hồ sơ và thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe đều không chính xác. Theo lời công tố viên của quận Heather Adams trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 10, bà Adams cho hay các điều tra viên đã nói chuyện với các cử tri có tên trong các đơn đăng ký, bị nghi ngờ nhưng họ khẳng định họ không liên quan đến việc nộp các đơn này. Bà Adams cũng không biết cụ thể số đơn mà văn phòng bà đã xem là bao nhiêu, nhưng cho biết 60% trong số đó là gian lận. Bà cũng xác nhận rằng có một số đơn hợp lệ trong đợt này và những đơn đăng ký đó sẽ được xử lý. Quan chức trên nói thêm: Vấn đề gian lận trong cuộc bầu cử này có khả năng liên quan tới một nhóm vận động tranh cử quy mô lớn. Thông báo trên được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu tại Pennsylvania, một bang chiến địa quan trọng đối với cả ông Trump và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Quận Lancaster đã bỏ phiếu cho ông Trump với gần 16 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phó Tổng thống Kamala Harris tìm kiếm sự ủng hộ từ những cử tri còn do dự ở bang Pennsylvania, trong khi ông Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch ở Georgia. Theo số liệu theo dõi từ phòng thí nghiệm bầu cử tại trường Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu, thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang, bao gồm các bang chiến trường là Bắc Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Ông Trump hôm 23 tháng 10 phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Jebelin, bang Georgia. Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục. Thanh thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể vực dậy nước Mỹ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra khi Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump vẫn bám đuổi xích sao ở bảy bang chiến trường khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Sau thành phố Jebelin, ông Trump đã đến Duluth, bang Georgia để tham gia một cuộc vận động tranh cử khác với cựu ứng viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. Hai bang Pennsylvania và Georgia nằm trong số 7 bang chiến trường sẽ quyết định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và cả hai ứng cử viên có khả năng sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong chiến dịch tranh cử để đến những bang này. Bà Harris đang dẫn trước cựu tổng thống với tỷ lệ 46% so với 43% trên toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters năm 2024. Số cử tri đảng Cộng hòa tham gia bầu cử sớm tăng đáng kể, có thể là do lời kêu gọi từ ứng viên tổng thống Donald Trump. Theo số liệu của trường đại học Florida, tại các bang mà cử tri đăng ký theo đảng, khoảng 47% người đi bầu cử sớm ủng hộ đảng Dân Chủ, 33% ủng hộ đảng Cộng Hòa. Tại các bang chiến trường, mức tranh lệch này nhỏ hơn nhiều. Ông Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại Đại học Florida nói rằng, số liệu cho thấy hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đều là người có khuynh hướng cao tham gia bầu cử, đồng nghĩa không phải cử tri mới, họ từng bỏ phiếu năm 2020 hoặc đã quyết định bầu ai và muốn thực hiện sớm. Việc bỏ phiếu sớm giúp cử tri chủ động hơn bởi họ có thể gặp việc bận rộn vào ngày bầu cử hoặc bị cản trở bởi thời tiết, sức khỏe nên không thể đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm còn giúp chiến dịch tranh cử các bên sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Ông Trump được cho là đang có ưu thế trong khối cử tri bầu phiếu sớm, tuy nhiên hiện chưa rõ tác động từ những xu hướng này đến kết quả bầu cử Trung cuộc.